bạn đã xem series phim về một ông hói làm tất cả để bảo vệ mọi người xung quanh chạy xe cực nhanh láo xe ra vách núi bị truy lùng bởi quân đội tìm một món đồ công nghệ cực kỳ nguy hiểm hãy chuẩn bị tinh thần để xem một bộ phim về một ông có tóc làm tất cả để bảo vệ mọi người xung quanh chạy xe cực nhanh láo xe ra vách núi bị truy lùng bởi quân đội tìm một món đồ công nghệ cực kỳ nguy hiểm nhưng phim này hay hơn gấp hàng chục lần nhiệm vụ bất khả thi nghiệp báo trong khi tất cả những cái series phim từng một thời thành công như là fast and furious người máy biến hình công viên khủng long ma bây giờ chỉ còn là con bò cho Hollywood vắt sữa và chất lượng phim thì ngày càng đi xuống thì nhiệm vụ bất khả thi của Tom Cruise lại là một trong số ít những loạt phim mà càng về sau lại càng hay chất lượng của từng phần phim nhiệm vụ bất khả thi được đông đảo người xem đánh giá là chỉ có đi lên chứ không có đi xuống đặc biệt là kể từ phần phim thứ tư giao thức bóng ma đến nay các phần hậu truyện của nhiệm vụ bất khả thi luôn chiếm số điểm cao ngất ngưởng của các nhà phê bình phim lẫn khán giả hiếm có một loạt phim nào mà khiến khán giả và nhà phê bình đồng lòng đến thế và phần phim thứ bảy của chuỗi phim nghiệp báo đã ra mắt và theo quan điểm cá nhân của tôi thì nghiệp báo là phần phim nhiệm vụ bất khả thi hay nhất từ trước đến nay hoặc xét rộng ra trong mảng phim hành động đây có khả năng là một trong những bộ phim hành động hay nhất trong thập kỷ qua và đấy là cái lời khen từ một người còn phải tự bỏ tiền ra mua vé nhé không được mời cả đi xem chiếu sớm chứ đừng nói là nhận tiền sitting vậy tại sao chưa gì tôi đã khen nước nở như thế thì sau đây là phần review về nội dung thì nhiệm vụ bất khả thi nghiệp báo tiếp tục chuyến hành trình giải cứu thế giới của Ethan Hunt và những người bạn lần này thì mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều không còn tổ chức tội phạm không còn vũ khí hạt nhân hay là vũ khí sinh học đối thủ lần này của Impossible Mission Force IMF là một con AI được gọi là thực thể, một con AI có khả năng kiểm soát toàn bộ công nghệ trên thế giới. Đúng vậy, với sự tồn tại của nó, chẳng ai dám mua bồn cầu thông minh nữa và ai mà sở hữu được nó sẽ có trong tay quyền sinh sát trên hành tinh xanh. Từ đây, y thần hân và đồng bọn phải tham gia vào một cuộc truy tìm hai mảnh chìa khóa ghép lại thành một cái gì đấy liên quan đến con AI kia và y thần dự định sẽ tiêu hủy nó mà không cho bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào sở hữu được. Đó là sơ lược nội dung của nhiệm vụ bất khả thi nghiệp báo. Tuy là sử dụng một mô típ khá là cũ, truy tìm cái gì đấy xong mà đánh sập một cái gì gì đấy khác bằng cái vừa tìm được nhưng mà nghiệp báo đã mang đến một cái trải nghiệm rất là mới một kịch bản cực kỳ chắc tay sạn phim thì soi kỹ lắm chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay những phân cảnh hành động thì chả có gì để mà nghi ngờ bởi vì người thực hiện là tom cruise cơ mà và 60 tuổi lẻ không phải là lý do để mà ông đóng phim nửa vời bên cạnh đó thì sự phát triển nhân vật và các phân cảnh cảm xúc của phần phim này cũng được đẩy lên nhiều hơn những cảnh hành động đem lại một cái trải nghiệm rất là khác so với những bộ phim nhiệm vụ bất khả thi trước đây cái tính hài hước cũng được áp dụng triệt để trong phần phim lần này và đó là những miếng hài cực kỳ đắt giá nó không hề khiến người xem bị tụt mút mà lại hoàn thành tốt vai trò của mình là giải tỏa căng thẳng cho người xem lấy lại nhịp thở giữa những cảnh hành động vô cùng kịch tính và để làm được điều đấy tất nhiên công đầu là phải của đạo diễn kiêm biên kịch Christopher McQuarrie có lẽ một trong những quyết định sáng suốt nhất của Tom Cruise trong nghiệp diễn của mình là đồng hành cùng với cả McQuarrie khi mà cặp đôi này đã tạo nên không biết bao nhiêu là bộ phim chất lượng ngoại trừ The Mummy bị Alex Kurtzman phá hỏng thì McQuarrie đã viết cho rất nhiều siêu phẩm như là Valkyrie, Edge of Tomorrow và gần đây nhất là Top Gun Maverick ông cũng chính là đạo diễn các phần năm và sáu của loạt phim nhiệm vụ bất khả thi và chất lượng các bộ phim đó ra sao thì khán giả chúng ta cũng biết rõ rồi nếu bạn tò mò tại sao nhiệm vụ bất khả thi càng ra thêm lại càng hay và không bao giờ có một kịch bản yếu kém thì đấy mà chính là lý do thực lực của ông đã được chứng minh bằng một giải Oscar cho kịch bản gốc xuất sắc nhất và điều tuyệt vời về Macquarie là ông cực kỳ đa dạng trong các kịch bản của mình dù là phải thực hiện một franchise có sự lập đi lập lại về mô típ nhưng mà ông vẫn đảm bảo là cách truyền tải tính liên kết cũng như là plot twist được xử lý kỹ càng và không lặp lại đến phần phim thứ bảy này cũng vậy dẫu biết là trên phim ảnh nhân vật chính diện sẽ luôn chiến thắng nhưng Macquarie sẽ không để nhân vật chính thắng kiểu nhẩn nhơ đâu mà nhân vật chính sẽ phải trải qua một hành trình đủ cam go đủ lý thú đủ kịch tính và khiến cho khán giả phải nín thở theo từng diễn biến của nhân vật và diễn viên đồng hành lý tưởng nhất với ông thì dĩ nhiên là tom cruise rồi ngay trước khi ra rạp thì nhà làm phim đã đập vào mắt khán giả hàng loạt những cảnh hậu trường thể hiện rằng tom cruise chính là người thực hiện tất cả những pha hành động và danh tiếng về tom cruise thế nào thì ai cũng biết rồi ông này là một người nghiện hành động ông ấy đóng phim chỉ để được hành động cảnh phim kiểu gì ông cũng chơi cảnh phim càng điên rồi ông càng chơi quá là tuyệt vời luôn đặc biệt là khi ông đang đạo diễn một bộ phim hành động về những cảnh hành động thì các phân cảnh hành động vẫn rất dồn dập và đầy cao trào cực tốt. đặc biệt là với chuỗi phim nhiệm vụ bất khả thi thì cái sự bất khả thi phải luôn hiện hữu trong mọi nhiệm vụ nếu mới kịch tính. và trong phần 7 này chúng ta sẽ được xem những cảnh hành động nổ não và hoa mắt chóng mặt và chả biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. ngoài ra thì diễn xuất tâm lý được sử dụng khá nhiều trong phần này hơn rất rất nhiều so với các phần phim trước. đặc biệt là với nhân vật Ethan hơn. tôi nghĩ đây là một nước đi hay bởi vì sau tận 20 năm đồng hành cùng với chuỗi phim nhiệm vụ bất khả thi thì người hâm mộ hẳn là cũng có tình cảm với nhân vật này và xu hướng hiện tại của xã hội lẫn phim ảnh đã thiên về cảm xúc hơn người ta sẽ không chấp nhận một bộ phim hành động mà chỉ toàn là hành động vô tri nữa phải nói là tom cruise diễn rất đỉnh những phân đoạn cảm xúc về quá khứ hay những cảnh tình cảm tình đồng đội được diễn tả rất tuyệt vời chỉ thông qua một cái ánh mắt hay là tông giọng ta cũng hiểu được những gì mà ethan thân đã phải trải qua đây thực sự là một điều đáng ngưỡng mộ khi mà đã 60 tuổi nhưng mà ông vẫn duy trì là một diễn viên đẳng cấp chứ không phải chỉ là một cái máy chạy các diễn viên phụ cũng không hề kém cạnh đặc biệt phải kể đến nhân vật grace của đội trưởng mỹ hayley atwell một nhân vật cực kỳ tiềm năng mà đã lâu bộ phim không sử dụng đến cụ thể là từ phần hai một tên trộm tính cách tinh quái khó đoán nhưng mà lại rụt rè và sợ hãi khi mà bị phát hiện tạo nên nhiều màu sắc mới cho bộ phim so với phần 4, 5, 6 toàn là các đả nữ đấm nhau còn hơn cả nam chính các nhân vật cũ từ phần trước thì vẫn tiếp tục làm tròn trách nhiệm của mình dù là phải chia sẻ đất diễn cho các nhân vật mới và cái phần phát triển tính cách của họ thì cũng đã trọn vẹn từ các phần trước rồi thế nhưng họ vẫn có highlight benji thể hiện được một sự quan tâm lớn dành cho các đồng đội không quản tính mạng luther thì vẫn là một người biết quan sát và chia sẻ tâm tình với mọi người xung quanh còn yêu xa thì cô có một bước tiến lớn trong các phân đoạn tình cảm với ethan thân cô làm nhiều hơn và nói ít đi nhưng mà vẫn rất cuốn hút và thêm vào nhiều cảm xúc đáng giá mà một bộ phim hành động cần có quá phụ tráng tuy chưa được thể hiện quá nhiều nhưng mà mong là nghiệp báo phần 2 sẽ có mặt trong câu chuyện nhiều hơn còn trong phần 1 này thì có lẽ spotlight nhiều nhất phải dành cho palm clementiev cô nàng mantis đã có một màn thoát vai xuất sắc khiến khán giả không còn nhận ra đây là cô gái thao túng tâm lý trong vệ binh giải ngân hà nữa mong rằng đây sẽ là một bệ phóng tốt cho palm để mà cô có thể được chú ý hơn tại hollywood trong tương lai nhìn chung thì các nhân vật nữ trong phim được đề cao rất hợp lý không bị khiên cưỡng không bị nữ quyền quá lố những quyết định của họ đem lại sự nhất quán cho câu chuyện nói về phụ nữ thì dù sắc tộc chủng loại tiên cá hay là người thì cũng bị lão hóa nếp nhăn thì ai cũng sợ chúng ta không thể ngăn quá trình lão hóa nhưng mà hoàn toàn có thể làm nó chậm đi với công nghệ microcurrent các bác sĩ đã tình cờ phát hiện ra bệnh nhân của mình có làn da săn chắc và ít nếp nhăn hơn khi mà điều trị chứng teo cơ cho họ bằng những dòng điện siêu nhỏ từ đó công nghệ này đã phát triển thành một liệu pháp làm đẹp không gây đau và không xâm lấn ở các spa nếu bạn áp dụng liệu pháp này đều đặn thì bạn có thể trẻ hóa làn da một cách kinh ngạc tuyệt vời phải không không cần đến bác sĩ spa bạn hoàn toàn có thể dùng liệu pháp microcurrent tại nhà với các thiết bị làm đẹp tiên tiến, dòng điện siêu nhỏ phát ra từ thiết bị sẽ tác động đến cấu trúc nền của da, tăng tuần hoàn máu và tăng sinh collagen, đảm bảo da bạn sẽ đàn hồi săn chắc, đặc biệt nếp nhăn. Và nếu các bạn thắc mắc thiết bị vì rượu đó là gì thì đó là máy nâng cơ Foriobe, hãy check ngay đường link dưới phần mô tả. Trở lại với video thì phản diện lần này không làm chúng ta thất vọng, phải nói là toàn bộ loạt phim nhiệm vụ bất khả thi thì không có một phản diện nào là không đỉnh cao cả và lần này cũng thế. Esai Morales có sự lịch lãm của quý ông nhưng đồng thời cũng toát lên cái sự máu lạnh cần có. Bạn có nhớ cái nhân vật John Lark thủ vai bởi Henry Cavill trong phần 6 không? Ông này là một bản nâng cấp hơn nữa của nhân vật đấy và dĩ nhiên là với đối thủ càng đáng sợ thì cái hành trình lại càng khó khăn và cần được đảm bảo tính logic chặt chẽ. Cơ mà như đã nói, sạn phim chắc phải soi lắm mới thấy được và tôi nghĩ rằng là ai cũng sẽ bị cuốn vào những cảnh hành động mà quên bén luôn việc ngồi soi giống tôi, các mảng hài hước cũng được sử dụng nhiều trong nghiệp báo phần 1. Ta khó có thể nhận ra đây vẫn là kịch bản được viết bởi Christopher McQuarrie vì đơn giản là nó quá khác so với phần 6 sụp đổ. Cách sử dụng các mảng hài trong phim rất hợp lý, chèn vào giữa những cảnh hành động kịch tính cho khán giả có thể kiểu ngừng nín thở và cười giải tỏa nó khiến cảm xúc khán giả thay đổi liên tục theo hướng tích cực nói chung là lèo lái người xem rất tốt âm thanh cũng là một điểm mạnh phải nói là trong những lần mà tôi với cả mọi người trong dạp ồ lên thì âm thanh là một yếu tố rất lớn mang lại tiếng ồ đấy nó không chỉ là nhạc phim hợp lý mà còn cả những hiệu ứng âm thanh mang lại được cái sự thô bạo trong những cảnh hành động tất cả được trau chuốt tỉ mỉ và chín chu nghe như thể là họ đang đánh nhau ngoài đời thực điểm trừ duy nhất của bộ phim thì có lẽ là thời lượng với vai trò là một phần nhỏ trong câu chuyện lớn thì nghiệp báo phần một nên ưu tiên đẩy nhanh tuyến truyện tránh lan man không cần Thiết. tuy nhiên thì cái thời lượng 160 phút thì dường như nó lại hơi phản chủ một tí khi mà có nhiều chi tiết hơi lan man có cũng được không có chắc cũng không quá ảnh hưởng có thể là họ muốn làm thế cho hợp meta hoặc là họ không muốn bộ phim quá dồn dập nhưng có lẽ nếu thời lượng giảm xuống tầm 2 tiếng 10 phút 2 tiếng 20 phút như phần 6 thì có khi sẽ hay hơn ngoài ra như tôi nói ở trên mô típ của phim vẫn còn khá cũ một vài tình tiết khá dập khuôn của dòng phim điệp viên trinh thám vẫn được đem ra xào nấu lại nhưng mà chắc cái đấy thì chắc là yếu tố bắt buộc rồi bởi vì nói cho cùng thì đây vẫn là franchise về điệp viên nơi mà Tom Cruise được chơi trò mạo hiểm thôi thì ít ra không phóng xe ra vũ trụ là được rồi nhưng mà chung quy lại thì cái quan trọng là phim không chỉ dừng lại ở mức độ hành động giải trí đơn thuần mà còn đem lại nhiều bài học giá trị và dư âm cho khán giả khi rời khỏi dạp để mà xét trong cái bối cảnh hiện tại nơi mà cái nền điện ảnh hollywood đang tràn lan những bản hậu truyện remake với cả phim ăn theo thì tom cruise hiện lên như kiểu một bảo chứng chất lượng cho mọi sản phẩm mà ông làm ra ông đủ để ta tin tưởng rằng là dù nhiệm vụ bất khả thi có bị vắt đến năm mà ông tám mươi tuổi như là ông nói trong phỏng vấn đi chăng nữa thì ta vẫn có thể yên tâm là chất lượng của phim sẽ không bao giờ khiến chúng ta thất vọng nhiệm vụ bất khả thi nghiệp báo phần 1 vẫn đang được chiếu ngoài rạp và dù ước gì được trả tiền giết đinh, tôi khuyên các bạn nên ra rạp và trải nghiệm phim ngay. Nó không chỉ đáng tiền mà còn đáng cả thời gian bạn bỏ ra tận hưởng nó. Đây là vì xin chào và hẹn gặp lại.